Xin chào tất cả quý khách đang có mặt tại Rose Villa Sài Gòn hôm nay, nơi có chiếc đồng hồ lấp lánh rực rỡ chính là nơi đang phát ra âm thanh ngọt ngào cùng với đại diện chưa có bằng cô. Với một thông điệp rất ý nghĩa, đó là giông bão đi qua và cầu vồng sẽ xuất hiện. Chúng ta đã biết cầu vồng đó chính là hiện thân của sự hy vọng, hiện thân của sự may mắn. Chủ tịch thương hiệu Jacob & Co cũng như là ban tổ chức xin kính chúc quý anh chị có một buổi tối thưởng thức những giây phút lặng lẽ yên bình ở một không gian đầy chất lãng mạn này. Xin chân thành cảm ơn.